Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mitchell Money. Hôm nay xin mời các bạn lại cùng mình vào rừng. Hôm nay mình sẽ đi đến cuối khu rừng để xem là cuối khu rừng này có gì đặc biệt không mọi người ha. Và trong video hôm qua thì mình có nói lý do là tại sao 20 năm không về quê ăn Tết. Thì có một số bạn hiểu lầm là 20 năm mình chưa về Việt Nam. Nhưng mà mình xin nhắc lại đó là 20 năm mình chưa về ăn Tết thôi mọi người ha. Còn bình thường thì những thời gian khác mình vẫn về mỗi năm. À, xa xa kia có chiếc xe mà tiếng Đức gọi là Traktor mọi người. Thì xe đó người ta để người ta kéo củi nè. Mình đi tới gần mình quay cho mọi người xem ha. Xe đó đi thì đường rừng dù có lầy lội vẫn chạy được. Còn như xe mình mà đi vào trong đường rừng mà nếu mà đường mà sình lầy đó là cái bánh nó xoay luôn, không có chạy ra được. Nhìn người ta cưa củi, người ta trữ trong rừng này mọi người. Những người mà người ta cưa củi chuyên nghiệp á, người ta có cả thước đo, người ta làm rất là đẹp luôn. Đó, cái này người ta cắt khúc, khúc này chắc là dài 1 mét đó mọi người ha. Xong rồi người ta để trong rừng nè. Yeah. Rồi khi nào khô đó thì người ta sẽ đem về để sưởi ấm. Thì khi về nhà người ta lại cắt ngắn ra nữa, bởi vì 1 mét thì không có cho vô là sưởi được. Ôn vì ghét chưa? Lạnh không? Kalt? Không? À, cúp mình kiếp đó, anh hít thật sự kìa. Và sư ta phải hít thế? Hả? Ở đây có một cái lều. Cái chòi. Đó, cái xe này người ta chạy trong rừng nè mọi người. Thì xe này khi mà cưa củi đó, người ta kéo củi ra. Đó, ai ai hên trên. Ô, có một con sóc dễ thương quá. Mình vừa thấy một con sóc dễ thương quá, mình quay coi nó. There's hockey crab. Mình vô đây mình quay xem là có thấy nó không hay là nó lên tới ngọn cây rồi. Ở Đức rất là nhiều sóc luôn mọi người. Nó chạy đâu mất rồi. Leo lên tới ngọn cây trốn rồi. À sao? À, ok. Đó, người ta có cả cái xe kéo phía sau nè mọi người. Thì người ta chất củi lên đây, người ta kéo về. Aber diese Weg irgendwie sind wir schon mal gelaufen, oder nicht? Nee. Nee. Đường này ông xã mình nói là chưa bao giờ đi qua. Có rất là nhiều thông người ta mới trồng luôn nè. Sao ra không? Mênh mông tuyết. Con kỳ của mình nó cứ đi một khúc là cái bàn chân của nó bị đóng băng á. Cho nên là nó phải nằm xuống để nó cắn cái băng đá đó ra rồi nó mới đi tiếp được. Thời gian vừa qua thì có khá nhiều bạn hỏi với mình là mình và ông xã mình gặp nhau ở đâu, gặp nhau trong hoàn cảnh nào, gặp ở Việt Nam hay là gặp ở Đức. Thì hôm nay mình xin trả lời trong video này ha. Thì khoảng cuối năm 2000, ông xã mình sang Việt Nam làm việc. Lúc đó là ảnh làm việc cho một cái công ty mà lắp đặt radar của Đức. Thì lắp đặt radar cho cảng vụ Sài Gòn ở Việt Nam. Thì ông xã mình sang Việt Nam thời gian đó thì ảnh ở trong một cái khách sạn có tên là Stamford Court.
cái khách sạn đó giống như là những căn hộ với mọi người. Thì anh và đồng nghiệp của anh là được công ty thuê cho cái căn hộ ở đó để ở đó tạm thời và làm việc ở cảng vụ Sài Gòn quận 4. Cái Stamford Court thì bây giờ mình nhớ là đổi qua tên khác, hình như là cái gì mà Garden đó. Có một lần mình đi qua thì mình không có nhớ rõ tên, nằm ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm á. Mình cũng không nhớ rõ là quận 1 hay là quận 3. Thời gian đó khi mà ông xã mình vừa qua Việt Nam thì lúc đó là mình cũng vừa vào làm ở trong một cái nhà hàng. Nhà hàng đó thì nằm ở trong cái khuôn viên khách sạn đó. Thì lúc đó mình lên Sài Gòn mình làm rất là nhiều việc. Hôm nào mình sẽ kể cho mọi người nghe là mình đã làm việc gì ở Việt Nam. Bởi vì cũng có bạn đã hỏi mình là làm công việc gì ở Việt Nam đó, thì mình làm rất là nhiều công việc khác nhau. Thì cái công việc cuối cùng mình làm ở Sài Gòn đó là mình làm trong một nhà hàng, thì là nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Lúc đó là mình đi học buổi tối và buổi sáng thì mình vào mình làm ca sáng là từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Thì ông xã mình lúc đó ở khách sạn đó thì cứ buổi sáng là xuống cái nhà hàng đó để ăn sáng. Và buổi trưa thì anh và đồng nghiệp của anh thì lại lái xe về khách sạn đó ăn trưa. Vì vậy mà tụi mình cũng gặp nhau mỗi ngày. Thì lúc đó ấn tượng cũng không có gì đặc biệt. Mình chỉ là một nhân viên phục vụ và anh là khách ăn uống ở đó thôi. Thì lúc đó mình nói tiếng Anh khá là tốt. Và cái người bạn của ảnh, người đồng nghiệp của ảnh thì lại rất là khó trong cái chuyện ăn uống. Thì cái anh đó là luôn luôn kêu cái món bò bít tết mà muốn là ăn kiểu medium rare, tức là nó vừa chín vừa tái. Thì khi mà các bạn khác, các bạn nhân viên khác ra để ghi món đó thì lại không có hiểu ý của anh nói là chính xác là như thế nào. Đó, cho nên là khi mà cái món ăn ra đó, có lúc đó thì nó là sống quá thì lại bị phàn nàn, thì lại đem vào để làm lại. Thì khi mà đem ra thì nó lại chín quá. Và thế là cái người đó, cái người đồng nghiệp đó mới rất là bực mình và kêu mình ra. Thì lúc đó là giải thích là medium rare, tức là không được chín quá và cũng không được sống quá và cũng không phải là chín vừa, mà là vừa chín vừa vừa tái tái. Đó, thì khi mà mình vào mình nói chuyện với đầu bếp thì đặt ra, khi mà đặt lại đó thì ra đúng như ý của đồng nghiệp của anh đó. Thì cho nên hai người cảm ơn mình và lúc đó thì bắt đầu bắt chuyện và nói chuyện vui vẻ. Thì từ từ rồi mỗi ngày mình gặp như vậy đó thì ông xã mình bắt chuyện và sau đó thì ảnh nhờ mình là đi làm phiên dịch cho ảnh, giống như là ảnh mời mình đi uống cà phê và nói là tôi không có biết rành tiếng Việt đó, bạn có thể là đi cùng tôi mời bạn đi uống cà phê và bạn có thể là dạy cho tôi một chút tiếng Việt được không. Thì lúc đó thì mình khi mà mình gặp người nước ngoài lúc đó thì mình khá là tự tin. Cho nên là, và mình cũng rất là thích nói tiếng Anh, cho nên là mình cũng ok. Và thế là tụi mình thì cứ gặp nhau uống cà phê vậy đó, rồi nói chuyện, rồi nói về Việt Nam, văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. Nói chung là chỉ là những cái câu chuyện đơn giản vậy thôi. Thì sau đó từ từ có lẽ là ông xã mình đã thích mình đó, cho nên là sau một thời gian thì ảnh tỏ tình và ảnh muốn là tụi mình muốn là mình đi sang Đức. Thì mình cũng có nói trong một cái video đó là khi mà ảnh nói là muốn mời mình sang Đức thì mình hỏi tại sao, thì ảnh chỉ nói là tại vì tôi yêu bạn. Thì lúc đó mình mới nói là muốn sang Đức mà cứ tự nhiên như vậy thì rất là khó. Bởi vì lúc đó là con gái mà cái thời của mình thì con gái phải giữ trinh trắng đồ này nọ đó. Cho nên mình có nói là khi mà chưa kết hôn thì mình không có thể là đi theo một người như vậy. Cho nên nếu như muốn mình sang Đức thì là phải kết hôn, phải làm đám cưới. Và lúc đó ông xã mình ok và thế là tụi mình làm đám cưới. Đó là cái cách tụi mình đã gặp nhau đó mọi người. Thì mình nghĩ là cũng do duyên nợ, bởi vì lúc đó thì mình cũng mới vào nhà hàng mình làm được một thời gian ngắn và ông xã mình thì cũng vừa từ Đức qua và tụi mình đã gặp nhau như vậy. Tụi mình đã cưới nhau sau một thời gian gặp gỡ rất là ngắn.
Video hôm nay thì mình đã trả lời câu hỏi của các bạn là mình và ông xã gặp nhau ở đâu. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.